Khi mà nhắc về Adelaide thì chị rất là biết ơn. Đấy là một môi trường mà chị nghĩ là phải tạo nên đến 80% cái con người chị ngày hôm nay. Thì Adelaide nó thuộc cái nhóm Group of 8 tức là 8 trường đại học xuất sắc nhất của Úc, chắc chắn là cái chất lượng giáo dục rất là tốt rồi. Thầy hướng dẫn rất là rất là là nhiệt tình và thầy luôn luôn hướng mình đến cái việc là phát triển bản thân nhiều hơn là việc là là chỉ cần thầy chỉ đâu đánh đấy chị cũng rất là là thích cái nguồn dữ liệu của trường vì nó rất là phong phú rất là đa dạng vâng. để mình có thể um, phát triển rất là nhiều đề tài nghiên cứu khác nhau chị nói vâng. về môi trường uh, xung quanh ấy, rất là chan hòa mọi người sống với nhau rất là gần gũi và uh, nó đủ vui nhưng mà nó vẫn có cái sự yên bình để uh, cho những bạn mà muốn uh, tập trung vào học tập này, như bọn chị là tập trung vào nghiên cứu thì uh, vẫn sẽ có những cái khoảng lặng để mình uh, tập trung cho cái việc đấy. Chào mừng các bạn đã đến với tập tiếp theo của podcast người trong môn nghề. Mình là Việt Anh và hôm nay thì mình rất là vui mừng uh, có mặt ở đây một uh, khách mời rất đặc biệt, đấy là chị Nguyễn Thị Mai Lan. Chị Lan thì hiện giờ đang là một tiến sĩ tài chính, đồng thời cũng là giảng viên đại học và chắc chắn là trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay thì chị Lan sẽ đem đến cho khán thính giả của kênh người trong nghề rất nhiều những insight thú vị về câu chuyện học đại học hoặc là câu chuyện du học và rất nhiều các cái topic khác nữa mà em cũng đang rất là mong chờ được tìm hiểu thêm. À, trước khi mình bắt đầu thì em không biết là chị Lan có thể giới thiệu thêm một chút về bản thân cho mọi người được biết được không ạ? Xin chào Việt Anh và xin chào các bạn khán giả của Người trong Môn nghề. Ừ. À, cảm ơn Việt Anh đã có lời mời chị tham gia vào chương trình ngày hôm nay và xin giới thiệu với em và cũng như các bạn khán giả của chương trình, à, chị đang làm việc tại trường đại học VinUni Uni và chị đang là giảng viên của viện Quản trị Kinh doanh của trường à, và bên cạnh đó thì chị cũng đang chạy một cái dự án nho nhỏ về tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam. Vâng em đấy là một cái giới thiệu rất là ngắn gọn nhưng mà chị em mình đã nói chuyện trước thì em có một điều em rất là ấn tượng từ cái cái hành trình của chị đầu tiên là chị học ngoại thương này sau đó chị học master là ở anh sau đó chị học phd là ở ở úc nhưng mà bây giờ chị lại làm việc ở việt nam thì em rất là tò mò một cái câu hỏi của em là với rất nhiều trải nghiệm quốc tế thế, tại sao chị lại lựa chọn quay trở về Việt Nam ạ? Đây là một câu hỏi rất là thú vị và chị nghĩ không chỉ là Việt Anh đâu mà sẽ có rất nhiều người hỏi chị và vâng. bạn bè chị cũng thắc mắc rất là nhiều. thì sẽ có hai góc độ vâng. đứng từ góc độ của bản thân mình thôi. thì chị thấy rằng là ở nước ngoài bây giờ ấy thì sẽ có rất là nhiều người muốn làm việc ở đấy và mọi người giỏi rất là nhiều. thì cái sự cạnh tranh trong môi trường làm việc nó sẽ là rất là cao. cho nên việc mà mình làm việc ở nước ngoài ấy thì thực ra mình sẽ là nobody Vâng. còn nếu với cái lượng kiến thức và kỹ năng và trải nghiệm mình đã có ở nước ngoài mà mình trở về việt nam thì thực sự mình sẽ là một somebody vâng. đấy là từ góc nhìn bản thân thôi còn ngoài ra sẽ còn một cái góc nhìn khác nữa đấy là chị cũng thấy rằng là đất nước việt nam mình thực sự là đang rất là cần những cái người mà có kiến thức và kỹ năng tốt vậy thì tại sao mình không quay về mình làm một cái điều gì đấy rất là xứng đáng và vâng. đóng góp cho đất nước và phát triển đất nước mình thì đấy là một cái góc nhìn thứ hai của chị vâng. Thực ra em rất là đồng cảm và chia sẻ với góc nhìn đó bởi vì em cũng bản thân em cũng là từng là một du học sinh mà khi mà mình mới sang ấy thì sẽ có những người xác định luôn là thôi tôi học và tôi sẽ học lên rồi tôi ở lại, tôi tìm kiếm một công việc à, có thể là tôi sẽ định cư kiểu vậy nhưng mà ngay từ những ngày đầu tiên thì chắc là ví dụ bạn em mà nếu mà xem cái podcast này thì có thể chứng minh chứng thực cho điều đấy là em sẽ vẫn luôn nói là em em mong muốn về, tức là em muốn về Việt Nam tại vì em cảm giác rằng là mình đi ra nước ngoài mình học được một cái gì đấy hay ho học được những thứ mà mình được quan sát nó không chỉ là câu chuyện học ở trường mà mình quan sát cách một xã hội tạm gọi là xã hội phát triển vận hành thì em nghĩ là có rất nhiều bài học mà em rất muốn mang những cái đấy về Việt Nam và rất là may mắn là đúng là em làm được điều đấy thật em vẫn về Việt Nam và bây giờ em đang cũng làm startup cũng đến nay thì cũng gần chục năm và wow. nói chung em em nghĩ là cũng cũng đã có những cái đóng góp nhất định cho xã hội, em em hy vọng là như thế. Ờ chính xác đấy, tại vì uh, thực tế mà nói thì bây giờ uh, ở thị trường Việt Nam mình ấy môi trường cũng rất là cởi mở. Vâng. Và chị nghĩ là có rất nhiều cơ hội cho các bạn trẻ nhất là các bạn trẻ có năng lực, ví dụ như Việt Anh chẳng hạn. Ủa, cho nên là cũng... <cười> <cười> nếu như mà các bạn mà mà về Việt Nam thì chắc chắn là sẽ không như hồi xưa đâu, sẽ sẽ có rất là nhiều đất để các bạn diễn, chị nghĩ là như vậy. Vâng. Nhưng mà khi mà chị về Việt Nam như vậy ạ, thì những cái kiến thức hoặc là những kỹ năng hoặc là những thứ mà chị quan sát được khi mà sinh sống và học tập ở nước ngoài đấy nếu bây giờ để gọi là nói về câu chuyện là giúp ích gì cho sự nghiệp hoặc công việc của mình thì chị có cảm thấy ừ. rõ ràng không ạ? Cái này thì cũng phải chia sẻ luôn từ góc độ nghề nghiệp của chị thì như chị à. có nói ban đầu chị đang là giảng viên đại học và công việc chính của chị là giảng dạy và nghiên cứu thế thì khi mà chị đã được trải nghiệm cái hệ thống giáo dục từ những cái nước tiên tiến nhất ví dụ như là anh và úc rồi Uh, thì chị có một cái nhìn nó toàn diện hơn và thực sự là mình mình hiểu được hơn về hệ thống giáo dục của họ và vì sao mà họ trở thành những cái nền giáo dục uh, tiên tiến nhất trên thế giới được. thì mình mang những cái trải nghiệm đấy về Việt Nam và mình thấy rằng là hoàn toàn uh, nếu như mình có một môi trường uh, đủ tốt ở Việt Nam thì hoàn toàn mình có thể phát huy được hết những cái đó được. ví dụ như là giảng dạy chẳng hạn nhé là khi là chị đã có những cái kinh nghiệm giảng dạy ở Úc chị biết được rằng là để chuẩn bị một khóa học thì phải trải qua các bước như thế nào được. Làm thế nào để hỗ trợ được sinh viên tối ưu nhất làm thế nào để uh, sinh viên có thể uh, nắm được kiến thức của khóa học uh, tối ưu nhất chẳng hạn thì đấy. những cái đấy bây giờ với công việc hiện tại của chị nó giúp ích rất là nhiều uh, cho cho cái việc giảng dạy uh, tại hiện tại và chị nghĩ đấy cũng là một cái lý do mà vì sao cái cái gọi là teaching evaluation đánh giá về giảng dạy uh, của sinh viên đối với chị nó cũng khá là uh, là ổn <laughs> đấy thì chia sẻ qua một chút về về mặt giảng dạy của chị thế còn ngoài ra thì uh, khi mà làm giảng uh, làm giảng viên ấy thì chị đấy. cũng có một cái phần việc rất là lớn đấy là làm nghiên cứu Uh, thì phải nói là nếu như không đi ra nước ngoài thì chị không nghĩ là chị có thể đạt được cái khả năng nghiên cứu tốt như bây giờ. Vâng. Uh, mình có thể là vận dụng những cái um, cái phần mềm uh, phân tích dữ liệu rất là tốt này, rồi uh, mình biết được là có thể lấy dữ liệu từ những cái nguồn nào, xử lý ra sao, mình có thể xây dựng được những cái tư duy logic về mặt nghiên cứu để viết được những cái bài nghiên cứu mà nó có thể uh, xuất bản ở những tạp chí rất là tốt. Vâng. Đấy và quan trọng hơn là mình giữ được mối quan hệ đối với các thầy cô và có thêm nhiều mối quan hệ với bạn bè nữa thì nó cũng sẽ hỗ trợ rất nhiều mình trong việc nghiên cứu sau này nữa. Vâng, nhưng mà em muốn quay trở lại một tí cái câu chuyện là nghiên cứu đi, tại vì ừ. em em thấy nghiên cứu thực sự là một cái gọi là một một một, một lựa chọn mà không không hề đơn giản, nhưng mà nó, nó <laughs> rất rồi, khó khăn. Đúng rồi. Em em rất tò mò là tại sao chị lại lựa chọn là học tiếp và đi sâu vào nghiên cứu ạ. Cái này thì đầu tiên là nó cũng phải chia sẻ là từ góc độ là là yêu cầu của nghề nghiệp Vâng. thì từ trước khi mà chị đi học tiến sĩ là chị đã làm giảng viên ở tầm 3 năm 3 bốn năm gì đấy rồi vâng. và vâng. với cái yêu cầu hiện tại các trường đại học ấy thì cuối cùng thì họ sẽ đều yêu cầu giảng viên phải có được ít nhất là bằng tiến sĩ thì đấy là cái lý do đầu tiên mà khiến chị quyết tâm là đi theo cái con đường đấy vâng. và ngoài ra thì trong cái thời gian mà chị làm giảng viên ấy chị cũng tham gia nghiên cứu và chị thấy nó rất là hứng thú với mình vâng. à, có nhiều người có thể có niềm vui với việc chơi điện tử chẳng hạn À, thì thì chị cũng giống như vậy thôi khi mà chị làm nghiên cứu chị thấy rất là vui à, thế cho nên là chị nghĩ rằng đây là thực sự là một cái cái nghề nghiệp hợp với mình đấy thì đấy là một trong những cái lý do mà vì sao chị quyết định đi theo cái con đường đấy vâng và, ừ. và cái hành trình của chị khi mà học phd như vậy thì nó nó diễn ra như thế nào nó có suôn sẻ không hay là nó có cái <laughs> có <hiểu> gì không <laughs> ok ít ai nói rằng là học phd là suôn sẻ <laughs> nói cho đúng là như thế thì uh, thực ra là chị phải chia sẻ năm đầu tiên đối với chị nó là rất khó khăn cực kỳ khó khăn và, và rất nhiều lần là muốn về nhà với mẹ rồi và, và... rất nhiều lần ôm gối khóc rồi và thực ra là đấy là hành trình bình thường chị phải nói là bình thường rất là bình thường với tất cả các bạn du học sinh học học tiến sĩ họ vâng. là nghiên cứu sinh khác vâng. đấy thì um, khi mà mình bắt đầu một cái hành trình mà mình chưa biết cái gì cả mình là một tờ giấy trắng thì mình sẽ phải học hỏi rất là nhiều và nó không giống như là chúng ta đi học đại học hay là thạc sĩ mà chúng ta lên lớp có thầy cô chỉ dạy ở đây là mình sẽ tự làm và mình sẽ có người hướng dẫn tức là ví dụ nhà mình không hiểu đâu thì mình sẽ có thể trao đổi với thầy hướng dẫn để thầy gỡ gạc giúp mình nhưng mà không có nghĩa là thầy luôn luôn ở đấy để mình có thể hỏi hai mươi trên bảy được. vâng. Đấy, cho nên hành trình đấy là một hành trình nó rất là um, gọi là gì lonely <laughs> vâng. đấy và khi mà trong năm đầu tiên đấy mình sẽ phải dành dồn rất là nhiều tâm sức và và dành nhiều, rất nhiều thời gian để mình tự học và sau khi năm đầu tiên chị thấy là chị trang bị đầy đủ các kiến thức và kỹ năng rồi thì đến à. năm thứ hai và thứ ba của chị nó diễn ra khá là suôn sẻ tức là đầu xuôi đuôi lọt nói đúng chung rồi là đúng thời rồi. gian đầu lúc nào cũng sẽ rất là khó khăn và em thì thực ra em còn chưa học đến master em mới chỉ học bachelor cho <laughs> nên là câu chuyện nghĩ rằng là em 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 cảm thấy là cái việc học phd nó thực sự là một cái gì đó mà sẽ sẽ cần cam kết và cần comment rất là rất là mạnh với rất nhiều bạn trẻ em nghĩ là khi mà mình chưa có nhiều trải nghiệm thì mình cũng không biết được rằng là mình có phù hợp hoặc là mình sẽ có nên đi theo con đường nghiên cứu đấy không thì theo chị là nếu mà giả sử như bây giờ với những bạn trẻ như vậy thì họ nên tiếp cận như thế nào để biết được rằng mình có có nên theo đuổi con đường học vấn hay không? Ờ, chị nghĩ đây là một câu hỏi rất là hay. Bởi vì bản thân chị là giảng viên ấy thì đã có rất nhiều bạn sinh viên tiếp cận chị à, vâng. và bạn uh, chia sẻ với chị là em rất muốn học tiến sĩ. Nhưng vâng. mà đến lúc hỏi ra thì bạn muốn học tiến sĩ vì một cái mục đích là sau này bạn đi làm bạn đi tư vấn doanh nghiệp. À. À, thì tức là các bạn đang có một cái nhìn nhận nó chưa đúng lắm về cái việc đi học tiến sĩ và nghĩ rằng là cái bằng cấp có thể giúp tạo cho mình cái cơ hội nghề nghiệp tốt hơn. À, nhưng thực tế là chị cũng muốn phải phải, phải, phải um, chia sẻ một cách rất là công tâm là à. nếu như mà bạn muốn làm việc trong ngành giáo dục, bạn muốn trở thành giảng viên đại học thì bạn mới nên đi làm tiến sĩ. Hoặc à. là nếu như bạn muốn làm nghiên cứu những cái công việc thuần về nghiên cứu thì bạn hãy đi làm tiến sĩ. Thì um, chị nghĩ là đối với những cái bạn mà đang phân vân chưa biết là mình đang ở đâu, mình nên đi theo hướng nào ấy thì tốt nhất là bạn nên thử. Vâng. À, ví dụ là chị đã hiện tại chị đang tạo cơ hội cho khá nhiều bạn sinh viên ở trường chị là làm mà gọi là trợ trợ lý nghiên cứu của chị, research assistant. Vâng. Các bạn uh, có thể theo các cái um, dự án nghiên cứu cùng chị và uh, tham gia các bước trong nghiên cứu và các bạn sẽ tự thấy rằng là các bạn có phù hợp hay không. Vâng. Đấy, ví dụ là có một bạn làm với chị 3 năm rồi và đến nay đã ra được hai bài nghiên cứu với nhau rồi. Đấy, vâng. và, sắp và bạn làm, vẫn là sinh viên bạn vẫn là sinh viên vâng. bạn bây giờ mới là sinh viên năm cuối thôi và sắp vâng. tới thì bạn đã có học bổng đi sang uh, sang um, singapore để học tiếp thạc sĩ và bước tiếp theo sẽ là học lên tiến sĩ tức là vâng. bạn rất là rõ ràng về cái định hướng của mình đấy còn lại thì chị nghĩ rằng là nếu như mà các bạn trẻ ở trên giảng đường đại học ấy mà nghĩ rằng là mình có hợp với việc nghiên cứu hay không thì cái cách tốt nhất đấy là thử làm xem có được hay không vâng. và cái cách dễ nhất để thử đấy là mình liên hệ với chính giảng viên của mình À, để um, các thầy cô có thể cho mình tham gia nghiên cứu cùng thì chị nghĩ là um, à, sau một thời gian các bạn sẽ nhận ra là đây có phải là nghề cho mình hay không? Vâng. <laughs> Tức là không có cách nào tốt hơn là phải thử trực tiếp lao vào và thử. Đúng rồi. À, thử thì có thể là mình sẽ biết được rằng là mình phù hợp nhưng mà cũng có thể là không nhưng mà ít nhất là mình sẽ có nhiều dữ liệu hơn để đưa ra một quyết định em hay gọi là informed decision đúng rồi chính xác <laughs> chứ còn nếu không chị thấy rất nhiều bạn là lao theo con đường làm tiến sĩ đúng và rồi. năm một năm hai là bị uh, rớt luôn rớt đài luôn bản thân các bạn không thấy hứng thú với công việc đấy và các bạn ừ. đã lựa chọn là dừng cái hành trình đấy thì khi đấy cái, cái cái gọi là cái cost đúng không cái chi phí mà các bạn phải trả cho cái việc uh, quyết định sai lầm nó sẽ cao hơn rất là nhiều vâng em nghĩ đấy là một lời khuyên rất là bổ ích <laughs> và chắc chắn là nếu các bạn trẻ các bạn sinh viên mà cũng gọi là đang có một cái định hướng như vậy thì các bạn hoàn toàn có thể nhận theo, nhận lời khuyên này và có thể là tìm kiếm những cái giảng viên của chính mình để thử thử sức và tìm xem là mình có thực sự phù hợp với con đường đó hay không em được biết là chị ở PhD ở trường university of adelaide Em thì cũng là một alumni ở Adelaide. Alumni thì hơi hơi quá nhưng mà em học exchange khoảng nửa năm ở Adelaide. Ok, à, mình vẫn gọi là alumni được đúng, đúng không Nhưng mà <laughs> Chắc là thôi cũng cũng tạm gọi là alumni nhưng mà em cảm giác là được gọi là hơi half alumni. <laughs> half alumni. Okay. Thì um, khi chị học Adelaide thì nó có những cái điểm gì đặc biệt hoặc những thứ mà chị cảm thấy rằng là nó phục vụ cho cái hành trình học tập của mình không? Ừ. Thực ra là khi mà nhắc về Adelaide thì chị rất là biết ơn. Uh, và uh, phải nói rằng là ở uh, đấy là một môi trường mà chị nghĩ là phải tạo nên uh, đến 80% cái uh, con người chị ngày hôm nay uh. ở cái vị trí hiện tại như là em hoặc là các bạn cũng có thể biết được thì Adelaide nó thuộc cái nhóm Group of 8, tức là tám trường yeah. đại học xuất sắc nhất của Úc. À, và chính bởi vậy cho nên là cũng như là với cái lịch sử lâu đời của trường ấy, cho nên là trường chắc chắn là cái chất lượng giáo dục rất là tốt rồi. Thì những cái điều mà chị thấy rất là trân trọng khi mà học ở đấy, đầu tiên phải kể đến là thầy hướng dẫn rất là rất là là nhiệt tình. Đầu yeah. tiên thầy rất là phải nói là nhiệt tình đã. À, rất là giỏi và thầy luôn luôn hướng mình đến cái việc là phát triển bản thân nhiều hơn là việc là là chỉ cần thầy chỉ đâu đánh đấy à, yeah. và để phát triển mình trở thành một cái chị có thể gọi là independent researcher à, tức là vậy. một người có thể đứng ra nghiên cứu độc lập có thể lãnh đạo có thể lead các dự án nghiên cứu độc lập chứ không phải là những cái người chỉ là à, gọi là đua ở thôi ví vâng. dụ như thế à, thì đấy là cái mà chị rất là là trọng đầu tiên. À, thứ hai là khi mà các bạn đi học mà PhD sau này các bạn sẽ thấy rằng là à, ví dụ lĩnh vực tài chính của chị thì sẽ rất là cần nhiều về dữ liệu database mà yeah. dữ liệu của chị sẽ phải là dữ liệu thứ cấp. Uh, secondary data à, và các em biết là dữ liệu uh, tài chính thì nó cũng uh, khủng thế nào rồi đúng không rất là khủng và rất là nhiều cho nên thường là sẽ phải được cung cấp bởi bên thứ ba và nếu như mà trường không có nguồn lực không có những cái dữ liệu như thế thì rất là khó cho các bạn đi học chị cũng rất là là thích cái nguồn dữ liệu của trường vì nó rất là phong phú rất là đa dạng bà. để mình có thể um, phát triển rất là nhiều đề tài nghiên cứu khác nhau đấy và ngoài ra thì uh, ở Adelaide thì việt anh cũng đã trải nghiệm ở đấy rồi đúng không thì um, môi trường rất là thích À, à, môi trường chị không nói về học thuật vội nhá, chị nói à. về môi trường uh, xung quanh ấy, rất là chan hòa, mọi người sống với nhau rất là gần gũi và uh, nó đủ vui để cho các bạn trẻ vẫn có chỗ để uh, vui chơi giải trí, vẫn có thể uh, uh, xả xí stress sau những giờ học căng thẳng. Nhưng mà nó vẫn có cái sự yên bình để uh, cho những bạn mà muốn uh, tập trung vào học tập này, như bọn chị là tập trung vào nghiên cứu thì uh, vẫn sẽ có những cái khoảng lặng để mình uh, mình mình uh, tập trung cho cái việc đấy chị nói thế em thực sự cũng nhớ về cái khoảng thời gian mà em ở LA Thực ra thì hồi đấy em cũng rất là thích quãng thời gian ở LA Thực ra là em học một kỳ thôi, đâu đó một kỳ thì như khoảng 4 tháng Nhưng mà sau đấy thì visa của em hình như được 6 tháng thì em em ở đến khi hết luôn thì em mới về Bởi vì em thực sự thích, chị chia sẻ một điều em rất thích đó là không khí này Nhưng mà có một thứ thực sự đặc biệt ở, ở hoặc có thể là nó cũng là của adelaide và của úc nói chung đó là con người cực kỳ thân thiện đúng rồi và cực kỳ ta. cực kỳ gọi là mình cảm giác như nó không bị quá xô bồ nó không không bị theo kiểu rất là xô bồ rất là gọi là friendly quá mức trong đúng cái rồi, điều đúng em rồi, đúng nhưng rồi. mà ngược lại họ cũng không bị quá xa bởi vì ngày xưa em học ở phần lan nhưng mà phần lan thì phần lan là một đất nước mà em nghĩ cái culture, cái văn hóa của nó rất đặc biệt ừ. rất đặc thù là người phần lan thì có lẽ là hơi họ hơi hơi lạnh một chút nghĩa là nhiều khi là họ sẽ có những cái khoảng cách mà mình mình cảm thấy nhiều khi với mình chẳng hạn mình là em là sinh ra lớn lên ở Việt Nam chẳng hạn thì em sẽ cảm thấy đôi khi là nó hơi awkward à, một chút okay. ví dụ như là bây giờ một nhóm bạn đang nói chuyện với nhau như này xong đùng một cái tự nhiên nhóm bạn sẽ không ai nói chuyện gì với nhau hết và mọi người sẽ enjoy cái 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 khoảng gọi là, là tĩnh lặng đấy thì em thấy là cái văn hóa nó rất là ban đầu em em không quen được em cũng thấy rất là lạ nhưng dần dần khi mà em quen rồi thì em thấy nó cũng cũng thú vị nhưng nó vẫn có một cái gì đấy đối với em là hơi 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 khó để hòa nhập và nhiều nhiều khi mình vẫn bị awkward một chút nhưng mà khi em sang úc thì em nhận thấy cái sự khác biệt hoàn toàn à, người úc thì họ rất là friendly họ rất là helpful tức là tức là họ rất là thân thiện và họ họ rất là thích giúp đỡ người khác đấy là một cái điều mà em cảm thấy là cực kỳ trân trọng và nếu mà theo trải nghiệm của chị em em lúc đấy em nghĩ là có thể em may mắn em gặp được toàn người tốt nhưng mà, nhưng mà có lẽ là đấy là một đặc điểm của người người úc và cũng có thể là một đặc điểm của adelaide nói riêng nữa thực ra tại vì em mới trải nghiệm 6 tháng thì em có thể coi đấy là may mắn ấy vâng. nhưng mà chị ở úc mà nói nói chung và adelaide nói riêng phải đến là hơn 3 năm vâng. Thì chị nghĩ là cái việc mà chị thấy mọi người cởi mở ấy Mọi người dễ gần ấy, friendly ấy Thì nó không phải là may mắn đâu mà nó là bản chất của người ta đấy vâng. Bởi vì trước đây thì chị cũng có đi du học thạc sĩ ở Anh Và chị học ở ngay London vâng. Thì chị cũng thấy được cái, cái cái, cái cách giao tiếp của mọi người nó cũng khác Chị nghĩ là nó cũng khá là giống kiểu ở Phần Lan thôi Đấy là, chị nghĩ đấy là văn hóa chung của các nước châu Âu sẽ vâng. có sự hơi xa cách một chút nhưng mà đến Úc thì một là văn hóa của họ rất là gần gũi và hai là mình sẽ thấy các các bạn châu Á sang đấy rất là nhiều. Sang đấy thấy người châu Á nhiều hơn hẳn so với ở châu Âu đúng không? Vâng. Và nhiều khi là mình đi ra đường mình còn không biết đây là Singapore hay đây là Úc vì rất là nhiều <laughs> bạn châu Á thì thành ra là uh, chị nghĩ là người Úc họ khá là quen với cái việc đấy rồi. Vâng. Nên họ rất là cởi mở đối với các, các bạn du học sinh. Vâng. À, nói chung là là chị à, để nói là một nơi nào đáng sống thì chị thấy rằng là thời gian ở úc của chị rất là tuyệt vời vâng em cũng nghĩ vậy <laughs> em chắc chắn là một thời điểm đấy em cũng rất là muốn được quay lại úc hoặc là đưa người thân gia đình từ quay lại úc vì em nghĩ rằng đấy là một môi trường mà chắc chắn là mọi người đến chắc chắn sẽ thích đúng rồi chính vâng. xác chị chắc chắn sẽ đưa con chị quay lại úc để vâng. cho bé được uh, trải nghiệm cái nơi mà mẹ đã từng uh, sinh sống trong 3 năm vâng <laughs> vâng chị cũng đã chia sẻ là chị uh, học mà... PhD về ngành tài chính học rất sâu về một ngành dọc em thì lại là người có trải nghiệm học tất nhiên em chưa học sâu vì em mới học bachelor thôi em mới học cử nhân nhưng em lại học international business thì phải học gần như là tất cả mọi khía cạnh của việc vận hành một doanh nghiệp liên quan đến kinh doanh vậy. thì em nhận thấy là Trước đến giờ nó luôn có hai cái luồng quan điểm về câu ừ. chuyện là nên học sâu hay là nên học rộng thì từ trải nghiệm của chị thì chị nghĩ thế nào về về cái 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 tranh cãi này ạ. Ừ. Thực ra chị phải chia sẻ luôn với Việt Anh và với tất cả các bạn ấy là trước khi mà chị lựa chọn cái con đường học tài chính thì chị cũng đã học một ngành rất là rộng. Vâng. À, nó nó cũng khá là ná với ngành của em đấy là về kinh tế đối ngoại. Và vâng. thực ra chị học rất nhiều thứ trong ngành đấy ví dụ là kinh tế học chị cũng học này, vâng. rồi uh, marketing chị cũng học một chút này tài chính chị học một chút, kế toán học một chút, uh, quản trị học một chút. Tức là nó khiến cho mình là có một cái khối kiến thức khá là tổng quan. Vâng. Và sau khi mà chị tốt nghiệp đại học thì chị thấy rằng là cái kiến thức xã hội của chị nó khá là ổn. Uh, và sau đấy thì sau khi đấy thì chị cũng đi làm và chị thấy rằng là cái cái việc là mình làm trong môi trường uh, về tài chính chẳng hạn rất là phù hợp với bản thân mình và phù hợp với cái cách mình tư duy vấn đề uh, đấy là lý do vì sao mà chị tiếp tục uh, học thạc sĩ về tài chính và kế toán và sau đó thì uh, chị cũng tiếp tục là học tiến sĩ về về tài chính chuyên sâu hơn uh, thì cá chân, cá nhân chị nghĩ rằng là uh, mặc dù bây giờ cũng có hai cái quan điểm ấy là Uh, học sâu hay là học rộng uh, nhưng mà đối với cái kinh nghiệm của bản thân ý, thì chị nghĩ rằng là cái việc học rộng ấy nó giúp mình có một uh, kiến thức tổng quan Bà. ban đầu là tổng quan đã uh, và cái việc mà lựa chọn đi sâu vào một ngành nghề nào đấy ý, thì tốt nhất là chúng ta phải có cái sự trải nghiệm cái ngành nghề đấy trước uh, thì sau đấy mình mới nên ra quyết định chứ còn rất là nhiều bạn trẻ bây giờ là có thể đi học tài chính ngay từ đầu nhưng mà thực, tài, thực tế là các bạn cũng không hiểu học tài chính sau cái công việc nó sẽ là như thế nào Vâng. Ờ, thì có thể là sau khi đi làm xong thì dẫn đến trường hợp rất nhiều bạn vỡ mộng và vâng. sau đó lại chuyển sang làm việc ở một cái ngành khác, một cái lĩnh vực không liên quan thì vâng. chị thấy nó hơi phí, hơi vâng. phí đối với những trường hợp như thế. Vâng. Em nghĩ là ở chiều hướng ngược lại thì nói như vậy thì có thể là các bạn mà đang học các ngành mà tương đối rộng thì cũng đỡ hoang mang. Tại vì ngày xưa em nhớ là trải nghiệm của em là lúc mà em học xong international business thì không phải mình em mà tất cả các bạn học cùng em ở Phần Lan thì mọi người đều cảm thấy có gì đấy hơi hoang mang, tức là Bây giờ mình ví dụ như nếu mà mình apply để làm marketing hoặc là mình apply làm finance thì cảm giác như cái base của mình nó cũng vừa thừa mà lại vừa thiếu. <laughs> Đúng rồi. Đó. Nhưng mà chị nghĩ là kiến thức thì mà không bao giờ nó thừa đâu em ạ. Vâng. Vì ví dụ như bây giờ chị dạy tài chính nhưng mà trong cái tiết học tài chính của chị chị vẫn có thể nói được những cái câu chuyện về uh, macroeconomics. Vâng. Về các chính sách của nhà nước mà chị vẫn có thể nói được những cái câu chuyện về marketing vâng vân, vân. thì uh, chị nghĩ là nó sẽ không bao giờ thừa cả và bù lại là nó sẽ cho các bạn khá là nhiều cơ hội công việc khá là nhiều trải nghiệm khác nhau bên cạnh đó chị thấy là bây giờ khá là nhiều trường đại học ấy uh, mở ra chương trình ví dụ quản trị kinh doanh chẳng hạn nhưng mà sau đó là sau năm thứ hai các bạn lại có thể chọn một cái chuyên ngành hẹp hơn Vâng. thì ví dụ là uh, trong hai năm đầu ấy, nhà trường cũng sẽ tạo cơ hội cho các bạn đi thực tập chẳng hạn vâng. để các bạn là ít nhất là cũng biết được định hướng cái công việc của mình là gì sau đấy mình học sâu hơn thì chị nghĩ đấy cũng là một cái mô mô hình khá là hay uh, để để các bạn có thể uh, ban đầu vẫn có trang bị đầy đủ các kiến thức ừ. về mặt rộng và sau đấy thì vẫn có đủ kiến thức về mặt sâu vâng giống như phát triển hình chữ T đúng không <laughs> vừa rộng sau đó thì tìm ra một ngách mà đi sâu đúng rồi không? chính xác Em có một cái cái chia sẻ của chị ngay đoạn đầu đó là chị cũng đã từng có cái vai trò là teaching assistant khi ừ. mà chị làm nghiên cứu và làm làm PhD ở University of Adelaide. Em rất là tò mò rằng là khi mà chị làm cái công việc đó và chị tương tác với rất nhiều giảng viên ở nước ngoài thì có những cái điểm gì đặc biệt hoặc những cái điểm gì thú vị mà chị cảm thấy rằng là mình đã gọi là học được hoặc là ừ. mình có thể gọi là sử dụng để cải tiến hoặc là vì trước đấy chị cũng là giảng viên rồi ừ. thì thì sau khi ý em là trước và sau khi mà mình có cái quãng thời gian đó thì chị đã học được những gì từ những cái giảng viên đấy ạ ừ, chị nghĩ câu hỏi này khá là thú vị đấy à, vì trước khi đi học tiến sĩ chị đã làm giảng viên rồi à, và sau khi đi học tiến sĩ trong quá trình học tiến sĩ chị cũng được uh, gọi là trợ giảng và... chính những cái môn mà chị đã dạy ở giai Việt đoạn Nam trước rồi. đó chính những môn đấy vẫn đúng giáo trình đấy chị nghĩ rằng là ok mình rất tự tin với việc là mình trợ giảng nhưng thực ra là đến lúc mà, mà mình thực tế làm công việc mình thấy là rõ ràng là mọi thứ nó thay đổi hoàn toàn tức là vẫn những cái nội dung đấy thôi nhưng mà mình thấy là cái tư duy thiết kế khóa học của các thầy cô giáo bên đấy nó khác hẳn ví dụ là thiết kế khóa học phải theo thứ tự logic như thế nào Ở trong thiết kế khóa học thì lúc nào mình cần phải đánh giá sinh viên đánh giá bằng phương pháp nào nó cũng cần một cái tư duy rất là là sức phạm vâng à, rất là khác so với những gì mình đã từng làm đấy thiết kế khóa học đã rất là chỉn chu rồi Rồi uh, từng học phần một nội dung chi tiết như thế nào từ bài giảng này rồi đến các cái câu hỏi ôn tập này rồi bài tập về nhà vân vân nó cũng có cái sự chỉn chu và tỉ mẩn rất là nhiều và cái mà chị uh, thực sự là học được nhiều nhất uh, đến từ các thầy cô đấy là cái việc các thầy cô quan tâm đến sinh viên như thế nào vâng uh, tức là khi mà chị uh, làm việc trước đây thì chị vẫn theo một cái tư duy bình thường thôi là thầy cô sẽ làm việc với sinh viên trên lớp và vâng. sau đấy thì hầu như các bạn cũng không không có nhu cầu hỏi thêm và thầy cô cũng sẽ có rất là ít tương tác với các bạn nhưng thực tế là khi mà chị tham gia giảng dạy ở úc ý, thì chị thấy rằng là cái thời gian tương tác giữa các thầy cô rất là nhiều có vâng. thể qua email hoặc là qua những cái giờ gọi là office hour các bạn đến trực tiếp để các bạn trao đổi Đấy, và kể cả những cái việc như là Ra đề thi này rồi trả lời câu hỏi Liên quan đến việc chấm bài các thứ Thì mọi thứ nó đều Đòi hỏi cái sự chỉn chu, tỉ mẩn Và dành rất là nhiều thời gian của thầy cô Thì vâng. đấy là một cái mà chị nghĩ rằng là Chị đã học hỏi được và vận dụng Khá nhiều vào cái công việc hiện tại Vâng, chắc là để mà có thể Làm được chỉn chu như vậy Em tin rằng là chắc là các thầy cô Cũng có những cái tâm huyết Đặt trong cái môn học hoặc đặt trong cái, cái 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 sứ mệnh gọi là dạy học và truyền tải kiến thức của mình thì em cũng rất hy vọng rằng là thực ra ở việt nam thì chắc chắn là sẽ có những giảng viên như chị lan hoặc là những giảng viên khác cũng đã trải nghiệm đã học tập ở những môi trường nước ngoài về thì em 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 khá có niềm tin rằng là nền giáo dục của chúng ta và cái chất lượng giáo dục của chúng ta sẽ càng ngày sẽ càng tăng lên và có thể là dần dần mình sẽ tiệm cận và cũng không thua kém gì các nước phát triển em em hy vọng là điều đấy nó sẽ xảy ra ừ, chị nghĩ không cần phải hy vọng đâu mà vâng. điều đấy đã và đang xảy ra rồi đấy vâng. chị chị có thể tự tin là chia sẻ như vậy với việt anh và các bạn bởi vì chị làm trong lĩnh vực giáo dục đại học ấy thì chị vâng. được biết là bây giờ ở cả miền bắc này và miền nam đang có rất là nhiều trường cả công cả tư Uh, đầu tư và thu hút rất là nhiều nhân tài và những cái chương trình đào tạo cũng đang uh, cố gắng phát triển để theo tiêu chuẩn của các nước tiên tiến vâng. về giáo trình về xây dựng vân vân và bây giờ người học cũng đòi hỏi nhiều chứ em đúng không vâng. sẽ Được. không như cái thời trước của chị em mình các bạn học bây giờ cũng đòi hỏi rất là nhiều uh, thế cho nên là chị uh, thấy rằng là chỉ trong vòng uh, vài năm gần đây thôi thì việc giáo dục đại học của Việt Nam về mặt chất lượng đã um, cải tiến rất là nhiều và cũng hy vọng ví dụ như là vinuni của chị thì cũng đang mong đợi là trong một vài năm tới có thể trở thành một top university trong vâng. khu vực thì vâng. chị nghĩ tương lai đấy sẽ khá là gần thôi. vâng em cũng hy vọng điều này sẽ xảy ra. có một khía cạnh khác của câu chuyện giáo dục đại học có một cái câu em em rất là tâm tâm đắc mà em thấy rất đúng trong quá trình học tập của em đó là học thầy thì không thầy học bạn Ừ. thì uh, chị là một người đã có rất nhiều kinh nghiệm làm việc với các bạn sinh viên vì chị đã từng là một teaching assistant tại tại úc thì uh, chị có nhận thấy rằng là ví dụ các bạn sinh viên giả sử như là sinh viên nước quốc tế đi sinh viên nước ngoài đi họ có những cái điểm gì mà có lẽ là sinh viên việt nam cũng cũng có thể học hỏi để ừ. để Maybe là trở thành một cái phiên bản tốt hơn chị thì, uh, thì nghĩ rằng là sinh viên ở đâu thì nó cũng khá khá giống nhau thôi vì các à. bạn đều là các bạn trẻ uh, tuy nhiên là khi mà tham gia giảng dạy ở ở úc thì à. chị thấy rằng cũng có lẽ bởi vì là một phần lớn các bạn là du học sinh à. cho nên là các bạn có cái tính tự lập rất là cao tự giác và tự lập rất là cao uh, và nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc học tập các bạn ý tức là các bạn sẽ à. xây dựng tinh thần tự học cũng rất là nhiều bởi vì là uh, chị có thể thấy rằng uh, ví dụ như chị làm uh, teaching assistant chẳng hạn thì mỗi uh. tuần chị sẽ phải có một giờ để chị gặp sinh viên thì các bạn đến gặp chị rất là nhiều và ngoài cái giờ đấy ra thì các bạn còn email hỏi bài rất là nhiều uh, và không chỉ là hỏi bài cũ đâu mà hỏi sang cái bài mới nữa thì chứng tỏ là các bạn có thời gian tự học khá là nhiều uh. Uh, đấy thì chị đánh giá rất là cao tinh thần tự học của các bạn sinh viên ở môi trường quốc tế cái thứ hai mà chị cũng đánh giá rất là cao đấy là về uh, kỷ luật của các bạn À, ví dụ như là vào giờ học là rất nghiêm túc thường là sẽ không uh, mở máy tính ra làm việc riêng hay là không cầm điện thoại làm việc riêng hoặc là ít nhất là các bạn đến lớp rất là đúng giờ thì cái kỷ luật đấy cũng là một cái mà chị đang áp dụng cho lớp học của chị bởi vì là chị thấy ví dụ um, các bạn sinh viên đến lớp ấy mà lại làm việc riêng như vậy thì rất là mất thời gian và... cái việc kia thì các bạn cũng không để tập trung 100% được và việc học thì coi như các bạn cũng mất luôn một bài giảng thế thành ra là như thế nó rất là lãng phí Vâng. Đấy thì chị nghĩ là có hai cái góc độ đấy um, của các bạn mà chị đã từng giảng dạy ở úc ấy chị đánh giá là khá là cao vâng ừ. từ nãy giờ là chị cũng có chia sẻ nhiều về việc công việc của chị hiện tại tại vinuni không biết là chị có thể nói kỹ hơn một chút về những cái nhiệm vụ và công việc cụ thể mà chị đang thực hiện ở một trong những trường đại học mà em nghĩ là <laughs> có chất lượng rất là tốt ở việt nam hiện tại không? thực ra là uh, hình như chị cũng có chia sẻ qua ban đầu ấy right. là công việc của chị thì nó sẽ có hai mảng chính là giảng dạy và nghiên cứu right. thì về giảng dạy thì uh, chị đang dạy các môn về uh, về tài chính nói chung ví dụ như là quản trị tài chính financial management này right. hoặc là uh, sắp tới chị dạy thêm một môn là applied econometrics right. uh, đấy thì ngoài ra thì chị cũng có dạy thêm một số môn về accounting nữa giảng dạy thì thì uh, cũng là một cái niềm vui của chị vì là mỗi kỳ mình được gặp mà các gương mặt sinh viên mới và được uh, trao đổi những cái nội dung mới với các bạn thì cũng khá là thú vị. Uh, bên cạnh đấy thì chị có còn một cái công việc rất là lớn khác đó là làm nghiên cứu. nghiên cứu của chị thì tập trung chủ yếu về mảng tài chính doanh nghiệp. À. đấy là những uh, nhân tố có thể tác động đến cái uh, gọi là financial performance của doanh nghiệp. Đấy thì nó nhiều mảng lắm nói chung ở trong đấy nó sẽ có rất là nhiều cái phần nhỏ nhỏ nữa à, nhưng mà gần đây thì chị cũng bắt đầu triển khai thêm một cái mảng nghiên cứu mới đấy là về tài chính xanh à, tiếng anh thì nó là climate finance hoặc là green finance Bà. thì um, chị nghĩ là mảng này là một mảng cũng tương đối mới ở việt nam cũng không quá mới ở trên thế giới nhưng là một mảng tương đối mới ở việt nam mà nó rất là trendy Bà. và thông qua cái này thì mình cũng có thể gọi là make impact Vâng. À, cho cái việc là hạn chế biến đổi mũ, uh, biến đổi khí hậu. Vâng. Em rất là thò mò vì tài chính xanh là một cái khái niệm với em là là tương đối mới mới mẻ và em cũng không không có nhiều thông tin và không hiểu về nó lắm thì chị có thể giải thích kỹ hơn một tí là ừ. những cái nghiên cứu về tài chính xanh cụ thể nó là là nghiên cứu về gì và mục tiêu của nó là gì không ạ? Ừ thì uh, uh, các nghiên cứu về tài chính xanh nó, nó là một cái mảng rất là khá là rộng thì uh, dưới đấy nó sẽ có rất là nhiều cái topic uh, khác nhau vâng. thì uh, mục đích của cái này thì uh, uh, nói từ cái quan điểm của chị thôi vâng. tức là uh, hiện nay cái vấn đề uh, gọi là um, uh, chuyển đổi xanh đấy hoặc là vấn đề mà về bảo vệ môi trường ấy em sẽ thấy rằng là mấy năm gần đây nó sẽ được truyền thông uh, nói đến rất là nhiều và vâng. đây là một vấn đề của toàn cầu À, thế thì đối với bản thân doanh nghiệp này à, khi mà họ gọi là làm kinh doanh đúng không thì à, bình thường như em thấy thì mình có thể là có mục tiêu là là gọi là make profit tức là tạo ra lợi nhuận vâng. tuy nhiên là một mặt khác thì mình cũng phải chú ý đến những cái rủi ro của doanh nghiệp vâng. tức là một bên là risk và một bên là return thì hiện nay sẽ có một cái rủi ro rất là lớn đối với các doanh nghiệp đấy là rủi ro về môi trường Vâng. Đấy, ví dụ chị có thể lấy ví dụ như là một số chính sách của nhà nước liên quan đến phát thải chẳng hạn nếu vâng. mà đưa ra thì doanh nghiệp buộc phải có những cái biện pháp để ứng phó với những cái chính sách đấy vâng. hoặc là đơn thuần thôi đấy là nếu doanh nghiệp muốn thu hút đầu tư thì đôi khi họ cũng sẽ phải có những cái chuyển đổi xanh thì bởi vì bây giờ mình thấy rằng các nhà đầu tư họ cũng quan tâm đến cái vấn đề này rất là nhiều thì nếu như doanh nghiệp không chuyển đổi xanh thì không thể nào phát triển bền vững được Vâng. đấy hoặc là sẽ có những cái khác ví dụ như là uh, sắp tới thì mình sẽ có những cái gọi là carbon emission limit chẳng hạn vâng. mình sẽ có giới hạn phát thải thì nó sẽ lại xung quanh cái câu chuyện là vậy thì mua bán mua bán uh, cái phát thải carbon đấy như thế nào à, đúng. carbon credit đúng không? Vâng. thì uh, tài chính xanh nó là xoay quanh những cái câu chuyện như vậy đấy chị chỉ lấy một vài ví dụ thôi nhưng mà nó có thể rộng hơn nhưng mà xoay quanh cái câu chuyện là vậy thì những cái yếu tố về mặt uh, climate change như vậy nó có thể ảnh hưởng như thế nào đến uh, uh, những cái vấn đề tài chính của doanh nghiệp hoặc vâng. là vấn đề đầu tư trên thị trường vân vân thì uh, đấy là một số cái topic mà chị uh, nói qua qua một chút vâng. để em cũng như là các bạn có thể hiểu hơn về cái chủ đề này vâng em nghĩ đấy là một chủ đề mà rất là rất là thú vị và em nghĩ em em tin chắc chắn là nó rất là nó sẽ có rất nhiều địa hạt để cho mình nghiên cứu và mình phát triển mình tìm tìm kiếm những cái thứ mới mẻ à, bởi vì à, dù sao thì câu chuyện về môi trường câu chuyện về hành tinh xanh vẫn là một cái một một chủ đề mà em nghĩ nó sẽ càng ngày càng quan trọng đặc biệt trong bối cảnh mà ví dụ như bây giờ mình cũng nhìn thấy là những công nghệ mới phát triển ví dụ như là xe điện hay là gì đấy tất cả đều hướng về cái bài toán là làm sao để mình có một cái cái mức độ xả thải nó phù hợp hơn Đúng rồi. À, nhưng mà em em tò mò em thắc mắc một chút là đấy là một lĩnh vực rất là mới và cái cơ duyên nào dẫn chị đến lĩnh vực đấy và tại sao chị lại lại rất là yêu thích và quyết định là mình sẽ ồ oh, mình sẽ phải research và trở thành một gọi là một người nghiên cứu ở trong lĩnh vực này. Thực ra thì lĩnh vực này như chị chia sẻ ban đầu ấy nó khá là mới ở Việt Nam à. nhưng nó không quá mới ở trên thế giới nữa. Vâng. À, cho nên là thông qua những cái buổi chia sẻ rồi thì uh, giao lưu với những cái đồng nghiệp ở trong và ngoài nước thì chị cũng tình cờ biết đến cái lĩnh vực này vâng. thì chị thấy rằng là nó khá là phù hợp với cái gọi là value với giá, giá trị mà mình mong muốn vâng. à, thực ra là cái vấn đề uh, môi trường là một vấn đề rất là nhức nhối và nó là một vấn đề gọi là sinh tồn rồi vâng. nếu mà mình không bảo vệ được môi trường thì có thể là hủy hoại cả loài người cho nên là bản thân chị chị rất là muốn có cái sự đóng góp À, đến cái công cuộc bảo vệ môi trường nhưng mà nếu mà chỉ đóng góp bằng việc là mình giảm uh, rác thải này đúng không ừ. hoặc là uh, sử dụng xe điện chẳng hạn thì chị thấy cái đóng góp đấy nó rất là nhỏ thôi được. nó không uh, không không quá là ảnh hưởng quá nhiều được đến môi trường cho nên là mình muốn có một cái đóng góp gì đấy lớn lao hơn ví dụ là mình làm nghiên cứu mình ra được những cái nghiên cứu có ý nghĩa mình ra được những cái uh, uh, khuyến nghị chính sách chẳng hạn và khi mà nghiên cứu đấy của mình được công bố rộng rãi thì cái số lượng người À, đọc và số những người người chia sẻ những cái nghiên cứu đấy của mình nó sẽ nhiều hơn rất là nhiều. Vâng. Và từ đấy thì chị nghĩ rằng là cái tác động mà mình có thể làm được với môi trường nó sẽ được nhân lên rất là nhiều. Vâng. là sẽ có một cái hiệu ứng gọi là về mặt xã hội, tích cực về mặt xã hội và và đấy cũng là một trong những lý do lớn nhất khiến cho chị theo đuổi cái lĩnh vực này không? Chính xác. À, ngoài cái câu chuyện ví dụ như là mình đang làm nghiên cứu này và mình đang giảng dạy. Em nhớ là lúc mà đầu podcast chị có chia sẻ là chị cũng có một cái 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 business hoặc là một cái công việc một cái dự án một nhỏ, dự nhỏ. Án, một dự án đi một rồi. dự án mà liên quan đến câu chuyện um, tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp chị có thể chia sẻ rõ hơn về cái này được không ạ? À, OK Việt Anh thì thực ra là chị có một cái dự án nhỏ chị mở vào tầm năm 2020 chị được. bắt đầu dự án đấy năm 2020 với một người bạn chị mở một cái fanpage trên Facebook tên là Cà Phê Fin và phê phim viết phim uh, là cà phê cà phê là tiếng việt nhá nhưng Bà. chữ phim của chị sẽ là F I N, F -I -N. tức là finance à oh, finance đấy, Thì, đấy um... em em <laughs> đúng em rồi. nghĩ là thế để cho các bạn đang xem mà hứng thú thì hoàn toàn là các bạn để theo dõi fanpage này của chị. Ừ thì um, chị um, mở cái fanpage là tên là cà phê phin và cái uh, ý tưởng ban đầu của chị rất là là đơn giản như thế này thôi. Tại sao lại là cà phê và phin là Bà. chị sẽ mong muốn là các doanh nghiệp có vấn đề về tài chính về quản lý tài chính Bà. thì có thể book một buổi cà phê với chị và quay cái xung quanh cái buổi cà phê đấy thì mình sẽ nói câu chuyện về tài chính. Bà. Thế cho nên là mình sẽ ghép cà phê và phin. Vâng. trên cái fanpage đấy chị sẽ chia sẻ những cái uh, uh, gọi là những cái mẫu nhỏ thôi, tức là bài viết nhỏ thôi liên quan vâng. đến những cái vấn đề khác nhau về tài chính uh, để coi như đấy là một dạng uh, mình educate cộng đồng. Vâng. Uh, thế nhưng mà thực ra đấy chỉ là một cái bề nổi thôi. Còn bề uh, chìm thì thực ra chị tham gia vào việc là tư vấn cho các doanh nghiệp và chị tập trung ở đây là các doanh nghiệp startup vâng. và doanh nghiệp vừa và nhỏ. À, bởi vì chị thấy ha, có một cái vấn đề đấy là bây giờ các bạn start up rất là nhiều vâng. và phải nói là cái năng lượng các bạn có rất là nhiều ý tưởng năng lượng rất là nhiều và um, các bạn làm được rất là nhiều những cái điều uh, tốt đẹp nhưng mà có một vấn đề đấy là đa phần vâng. <laughs> đa phần các bạn founder ấy là các bạn không có nhiều kiến thức về tài chính lắm vâng. và dẫn tới là các bạn nhiều khi ra những cái quyết định nó như em nói là nó không được informed Vâng. đúng không? đấy ví dụ như là các bạn muốn mở một cái văn phòng lớn hơn nhưng vâng. các bạn băn khoăn là liệu rằng với cái chi phí như thế thì startup của tôi có thể có thể chi trả được hay không và liệu nó có bền vững hay không hoặc là đơn giản như là các bạn có ba dòng sản phẩm mà các bạn băn khoăn không biết là nên phát triển dòng sản phẩm nào nhiều hơn dòng nào là dòng mà mang được nhiều lợi ích nhất cho doanh nghiệp chẳng hạn thì thực ra đấy đều là những cái câu chuyện liên quan đến vấn đề tài chính thôi. Uh, thì nếu như các bạn có những câu, câu hỏi nhỏ nhỏ như vậy thì uh, chị rất là sẵn lòng có một buổi cà phê chia sẻ với các bạn và uh, vẽ ra một số bài toán để các bạn đưa ra câu trả lời thế uh, nhưng mà đối với một số doanh nghiệp khác ý, thì uh, các bạn gặp một cái vấn đề là thiếu hẳn một cái hệ thống quản trị tài chính Đà. và và khiến cho là mỗi, mỗi kỳ là kế toán rất là vất vả phải ngồi tính cộng trừ bằng tay và đôi khi là số liệu nó không chính xác thì đối với những cái doanh nghiệp như vậy thì chị sẽ hỗ trợ bằng việc là chị có một cái hợp đồng tư vấn nhỏ vâng. và thực ra là đã là hợp đồng thì mình sẽ có một mức phí nhưng mà mức phí bọn chị đưa ra thường là tượng trưng thôi, vâng. mang yếu tố tượng trưng thôi và đa phần là sẽ là để hỗ trợ là chính. Vâng. đấy thì chia sẻ một chút với em và các bạn về cái dự án của chị. vâng thực ra em em cũng rất là đồng cảm với chuyện đấy vì em cũng là dân startup bọn em thì cũng thực sự là cái cái thời điểm mà bọn em có một một anh nhân sự mà tập trung sâu vào câu chuyện là tài chính rồi pháp lý và làm lại làm rõ hết báo cáo này đó là thời điểm mà gần như nó là một cái turning point một cái điểm chuyển dịch của bọn em vì trước đấy thực sự là em thì cũng là người học international business thì trong trong đấy em cũng có học các cấu phần liên quan finance khá nhiều em cũng hiểu về accounting finance legal nhưng mà thực tế là khi mà mình áp dụng và mình triển khai thì nó không nó nó cũng tìm có thể có lẽ do mình thiếu kinh nghiệm và cũng có lẽ là một phần nữa là do là startup thì mình phải ôm đồ mình phải làm quá nhiều thứ thế nên là đã rất nhiều năm rất nhiều năm trời là mọi thứ nó cứ dối tung cả lên và thực sự là cái dối tung đến mức mà bọn em em vẫn nhớ là rõ ràng là mình vẫn bán được hàng mình vẫn cảm giác như mình vẫn có lãi like. chẳng hạn thế nhưng mà đến lúc tính toán ra chẳng thấy lãi đâu có khi đến lúc mà về sau ngồi tính lại mới thấy là có khi mình càng bán càng lỗ đúng rồi Đấy, chính thì xác thì, thì em em rất là đồng cảm và em nghĩ rằng cái việc mà chị đang triển khai với rất nhiều doanh nghiệp start up em nghĩ là một việc rất là có ý nghĩa và em tin chắc là các cái bạn start up hoặc là các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa mà đã từng tiếp cận và xin tư vấn của chị chắc chắn các bạn cũng đã học được những cái bài học rất là bổ ích để áp dụng vào công việc kinh doanh của họ không biết là chị có thể chia sẻ một chút về cái chẳng hạn như là số lượng này hay là những cái câu chuyện gì đó thú vị liên quan đến cái business này khi chị tiếp xúc không ạ từ cái công việc này thì chị cũng cũng khá là trân trọng bởi vì là nó có cái cơ hội cho chị được tiếp xúc với rất là nhiều các bạn trẻ và vâng. các bạn có những cái mindset rất là khác nhau và. À, và tới hiện tại thì chị đang à, theo cái ước tính sơ bộ thôi là trong thời gian đấy chị đã tư vấn cho trên dưới 40 doanh nghiệp rồi và. À, và nếu gọi là ký hợp đồng để tư vấn sâu hơn ý, thì cũng là trên dưới 10 doanh nghiệp Vâng. thì chị cũng hy vọng là cái công việc của mình nó cũng cũng tạo một số cái lợi ích nhất định vâng. à, và cũng giúp các bạn phát triển doanh nghiệp được tốt hơn vâng. à, thì có một cái câu chuyện rất là vui mà chị muốn chia sẻ với các bạn là trong cái thời gian covid ấy, có một doanh nghiệp là cũng muốn trao đổi với chị về vấn đề tài chính và vào thời điểm đấy là các bạn ấy đặt ra một câu hỏi với chị là chị ơi tại thời điểm nào thì chúng em nên đóng cửa doanh nghiệp <laughs> bởi vì doanh nghiệp đấy là họ kinh doanh sản phẩm cho khách du lịch em ạ và khách vâng. du lịch chủ yếu lại là khách du lịch nước ngoài à, COVID. và lúc đấy thì các bạn chỉ có một cửa hàng thôi thì vâng. các bạn đặt ra câu hỏi là vậy thì tại cái thời điểm nào khi mà tài chính nó nó xuống đến mức nào thì bọn em nên đóng cửa tạm thời à, thì cũng khá là buồn à, nhưng mà vẫn chị 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 nghe câu chuyện đấy thì cũng cũng khá là đồng cảm nhưng mà cuối cùng thì vẫn chỉ ra cho các bạn một vài cái thuật toán trong tài chính để mình đưa ra quyết định à, tuy nhiên để bẵng đi một thời gian bây giờ sau covid thì thấy ô oh, các bạn đã có đến mười mấy cái cửa hàng ở Hà Nội rồi Đúng. và bây giờ các bạn là một cái brand rất là nổi tiếng và à, được giới trẻ rất là thích, là bạn à, xoay chuyển tình thế rất là nhanh à, và chuyển hướng chuyển cái mô hình kinh doanh thì đấy là một cái câu chuyện mà chị thấy thấy rất là vui khi Đúng. mà nhìn lại là 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 các bạn đã thực sự là chuyển mình rất là nhiều qua cái giai đoạn covid mà thậm chí còn tốt hơn bản thân các bạn trước đây vâng bản thân em cũng đã trải qua những cái câu chuyện thế bọn em cũng phải đặt ra những giới hạn cho mình là khi nào thì dừng lại nhưng mà may quá bao nhiêu lần thì cuối cùng vẫn cứ cứ không dừng lại cứ vượt qua được cứ có, có cái này cái kia rồi cứ bò 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 đến đến bây giờ cũng đã gần chục năm và em nghĩ rằng là cái hành trình đi trong suốt một cái quãng quãng thời gian dài như thế nó thực sự dạy cho mình rất là nhiều bài học em cũng rất vui vì em cũng và cũng hơi, hơi tiếc là nếu mà giả sử em chị em biết đến cà phê phin của chị sớm hơn thì nhiều khi là em lại trở thành một trong những khách hàng để tư vấn, để xin tư vấn hoặc là đã ngồi cà phê với chị trước khi mình đã có buổi podcast này rồi. Bây giờ vẫn chưa muộn em. <laughs> vâng. à, chị chị sẵn sàng nếu mà việt anh có bất cứ câu hỏi gì thì chị sẵn sàng là bước một buổi cà phê trao đổi thêm với em sau buổi vâng. hôm nay. Vâng. Em cảm ơn chị. À có một một điều em rất là quan tâm đó là khi mà chị nói chị chia sẻ về câu chuyện làm cà phê phin đó thì em đang hiểu tinh thần của chị là gần như là sẽ cho đi rất là nhiều và ừ. kể cả mình có thu phí thu phí rất là tượng trưng em rất là tò mò là khi mình mình chị tiếp cận với tâm thế cho đi như vậy ừ. thì chị có nhận được lại những cái giá trị gì mà chị không không kỳ vọng bắt đầu ừ, ok thì thực ra là câu hỏi này của việt anh nhiều người hỏi chị lắm vâng. à, và rất thậm chí là những cái người rất là thân thiết với chị những bạn bè rất thân thiết bảo là ô thế thì làm miễn phí à thế thì mình được cái gì tại sao lại làm miễn phí nhỉ um, có rất nhiều người hỏi chị cái câu câu hỏi đấy à. thì không biết việt anh hay là các bạn có từng xem trước đây có một cái bộ phim tên là pay it forward vâng có. À, đấy thì cũng chia sẻ ngắn ngắn thôi đại thể là một bạn bạn nhỏ bạn nghĩ rằng là nếu mà bạn ấy làm điều tốt cho ba người và ba người đấy lại làm điều tốt cho ba người nữa vâng. thì số người nhận được những cái việc tốt đấy nó sẽ được nhân lên theo cấp số nhân vâng. thì cũng từ tinh thần của bộ, bộ phim đấy thì chị thấy rằng là ồ mình cũng đã được nhận được rất là nhiều thứ ví dụ như là mình được thầy thầy cô của mình chỉ dạy cho mình những kiến thức rất là tốt rồi mình đi học thì mình được cấp học bổng vậy thì tại sao mình với cái kiến thức và kỹ năng của mình mình không lan tỏa đấy cho nhiều người hơn thì đấy là lý do vì sao mà chị nghĩ đến cái câu chuyện là có cái uh, dự án cà phê phin thì thực sự là đến khi mà mình uh, mình bắt đầu triển khai dự án đấy rồi thì mình cũng nhận lại được rất là nhiều những giá trị mà không thể đo đếm bằng tiền vâng. ví dụ như là niềm vui khi mà mình thấy uh, những cái bạn uh, khách hàng của mình và bạn càng ngày càng thành công hơn vâng. uh, rồi những mối quan hệ mới mà. À, mối quan hệ thì mình cũng không nghĩ là có thể uh, phục vụ công việc gì cả Nhưng mình thấy là uh, mình sẽ gặp gỡ được nhiều người hơn Và mình uh, nghe được những cái câu chuyện thú vị Từ góc nhìn của rất là nhiều bạn trẻ Thì uh, chị nghĩ là về mặt kiến thức xã hội của mình Nó sẽ tăng lên rất là nhiều Một cái giá trị thứ ba mà chị rất là thích Đấy là chị uh, có góc nhìn thực tế hơn về vấn đề quản trị tài chính mà. Thì uh, từ đấy chị sẽ đưa vào bài giảng của mình À. và những cái câu chuyện thực tế đấy khi mà chị đưa vào lớp thì các bạn sinh viên của chị rất là thích thú Bà. bởi vì uh, cũng chia sẻ với em là vinuni là một trường đại học uh, khởi nghiệp tức là cũng rất là khuyến khích các em có tinh thần khởi nghiệp cho nên những câu chuyện liên quan đến uh, start up uh, về mặt quản trị tài chính chẳng hạn thì các bạn cũng khá là quan tâm em cũng rất là chia sẻ vì uh, bản chất khi mà em làm Spyroom trong rất nhiều năm thì uh, em vẫn em vẫn nghĩ là bọn em cũng cũng đứng trước rất nhiều câu hỏi mọi người thì bạn làm này thì bạn kiếm tiền kiểu gì hay là bạn làm thế này thì để làm cái gì nhưng mà em nghĩ là có một thứ mà bọn em cái đội ngũ sáng lập cho đến bây giờ bọn em vẫn tin vào đó là câu chuyện là nếu mình cho đi và mình tạo ra những giá trị thật những sản phẩm tốt những những thứ mà thực sự có hữu ích thì chắc chắn mình sẽ nhận về những cái giá trị tương xứng phù hợp có một cái thứ mà mình sẽ còn rất là may mắn và và sẽ rất khác do rất nhiều người đang đang gọi là phải vật lộn hoặc là kiếm tiền ngoài kia đó là mình vừa có thể sống được nhưng mình lại sống và làm cái mà mình thực sự đam mê và mình mình cảm thấy rằng là mình có cảm hứng để làm mỗi ngày ví dụ như em khi em nói chuyện với chị chẳng hạn thì với em thì nó cũng là một câu chuyện để cho em thêm rất là nhiều kiểu kiến thức và và những cái trải nghiệm của cuộc sống ngược lại thì nó cũng giống như một cách để em gần như là em sẽ tạo ra được một cái cái ảnh hưởng gì đấy mà có thể là sẽ tích cực với với một ai đó một số bạn nó đang theo dõi cái podcast này chẳng hạn thế với em em cảm thấy rằng cái đấy đôi khi nó còn quan trọng hơn cả giá trị về mặt tài chính chẳng hạn vậy nhưng đương, <laughs> đương nhiên chính là đương sao? nhiên là em là dân startup thì cũng cũng đã trải qua rất nhiều bài học đau thương rồi em cũng nghĩ là nói gì thì nói mục tiêu thì cao đẹp như nào chăng nữa thì mình vẫn vẫn nên gọi là có một cái cách tiếp cận mà nó phù hợp hợp lý để mình có thể đi được xa nhất và tạo ra được gọi là impact lớn nhất đúng rồi tức là nếu mà mình nói rằng cái giá trị mình đặt lên hàng đầu không phải giá trị tài, tài chính thì ừ. cái đấy là nó đúng nhưng ừ. cái giá trị tài chính vẫn phải là một trong những cái giá trị cốt lõi của doanh nghiệp vâng. bởi ừ. vì nếu em không có cái gọi là financial sustainability chính thì xác. doanh nghiệp của mình nó cũng không thể nào đi đường dài được vâng ừ. em cũng nghĩ thế em nghĩ là để mà thực sự gọi là tạo ra được ảnh hưởng thì sẽ cần rất nhiều thời gian và để mà đảm bảo được rằng là mình có thể tạo ra ảnh hưởng trong một quãng thời gian dài thì mình phải chạm đến cái điểm là financial sustainability, uh, sustainability tức là bền vững về mặt tài chính với em chẳng hạn bây giờ thì nó không phải câu chuyện với em nữa mà nó là câu chuyện với đội ngũ Đúng rồi. là bao nhiêu người cùng một cái niềm tin và cùng một cái, cái cái con thuyền như vậy mà nếu ví dụ như vì những cái quyết định mang tính cá nhân để mình cảm thấy là tức là tôi cảm thấy tốt về bản thân tôi chẳng hạn đấy và tôi cảm thấy là mình đang đang làm điều thiện hay gì đó thì nhưng mà ngược lại với những người mà thân thân thuộc nhất với mình mà mình không không support và không cho họ được những cái thứ gọi là quyền lợi hay những thứ nhận về nó xứng đáng ấy thì em nghĩ là nó cũng không phải là một con đường tốt lắm để mình có thể đi được lâu dài chính xác đó chính xác và đấy lúc đó những bài học em em tin là là trong quá trình làm của em em cũng học được rất là nhiều thật ra thì mình cũng đã cover rất là nhiều những cái chủ đề rồi mình cũng đi ra từ câu chuyện gọi là học tập ở nước ngoài những câu chuyện liên quan đến làm việc ở việt nam em rất muốn hỏi chị một câu cuối cùng đó là nếu như bây giờ có một lời khuyên để dành cho các bạn khán, khán thính giả đã xem cái số podcast này đến thời điểm này thì chị sẽ đưa ra lời khuyên gì Nó có thể là bất cứ thứ gì, không nhất thiết phải là một cái thứ gì đó liên quan đến công việc hoặc liên quan đến trải nghiệm của chị. Mà nhiều khi Ví dụ như nó có thể là hãy uống đủ nước hay gì đó. <cười> <cười> uh, OK, uh, nếu mà một uh, lời khuyên mà chị muốn đưa ra đối với các bạn trẻ ấy, uh, và cũng có thể là đối với bản thân chị nếu mà chị quay ngược trở lại thời gian đấy, uh, chị nghĩ rằng các bạn nên uh, chú trọng phát triển bản thân. Uh, hãy coi cái việc phát triển bản thân là là mục tiêu cuối cùng của mình, uh, bởi vì hiện tại chị thấy là có rất nhiều bạn là chạy theo những công việc có mức lương cao. Và, và có thể uh, bỏ hàng uh, uh, rất là nhiều thời gian uh, làm ngày làm đêm để đạt được một mức uh, thu nhập cao nhưng mà cuối cùng là liệu rằng cái cái việc đấy có làm cho các bạn hạnh phúc được hay không, có ảnh hưởng đến sức khỏe và gia đình bạn hay không và bạn có học hỏi được thêm cái điều gì hay không. Thì uh, chị nghĩ rằng đối với các bạn trẻ ấy, thì việc quan trọng nhất là hãy nâng cao kiến thức và kỹ năng uh, và sức khỏe của mình. Đầu tiên và... tức là mọi thứ hãy là phát triển thật tốt bản thân đã, sau đó thì khi mà bản thân bạn đã cực kỳ tốt rồi thì mọi thứ nó sẽ đến với bạn các giá trị khác sẽ đến với bạn rất là tự nhiên thôi. Vâng. Em nghĩ đấy là một lời khuyên rất hữu ích. Bản thân em cũng đã trải qua những cái câu chuyện như vậy. Nhưng mà đương nhiên là rõ ràng là đây chỉ là lời khuyên của của chị Lan và có thể là lời khuyên của của em nữa. Nhưng mà con đường phải quyết định như nào thì vẫn sẽ vẫn sẽ phụ thuộc vào các bạn và người trong một nghề và Spy Room thì vẫn luôn ở đây. Nếu các bạn cần bất cứ thông tin hoặc các bạn cần bất cứ hỗ trợ gì đó hoặc là biết đâu các bạn muốn kết nối thêm với chị Lan để gọi là có những cái lời khuyên về mặt tài chính đặc biệt nếu bạn là một 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 bạn trẻ mà muốn đi theo con đường khởi nghiệp hoặc kinh doanh chẳng hạn thì mình rất hy vọng là số podcast này đã đem đến cho bạn những cái thông tin như vậy cũng như là những cái cơ hội để các bạn có thể kết nối thêm một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi podcast này và hy vọng được gặp lại các bạn trong các số podcast lần sau. OK cảm okay. ơn việt anh và cảm ơn tất cả các bạn à.